hình của bác Hồ. Cái này chắc lâu lắm rồi ha. Advertising nhưng mà bây giờ không còn cái gì hết, nó bán hết rồi. Ở đây tôi dạo này thấy người nước ngoài ít mà người Trung Quốc nhiều. Descendant. Ôi mà hiện dạo này thấy Trung Quốc nó tràn vô đây nhiều quá.